Mật mã thành công 2022. 3 điều bị mọi người xem nhẹ nhưng lại có thể giúp bạn đặt mục tiêu, bứt phá trong sự nghiệp. Hãy để bản thân đi ra khỏi vùng tự do thoải mái, buộc bản thân không ngừng tiến về phía trước để có thể hoàn thiện bản thân trở nên tốt hơn. Những ngày này, tất cả mọi người đang bận rộn chào tạm biệt năm cũ và chào đón một năm mới bắt đầu. Có người thì tụ tập cùng bạn bè để trò chuyện về những chuyện đã đạt được trong năm 2021 và những mục tiêu sắp tới sẽ đạt được. Một số người khác thì hối tiếc cho rằng thời gian trôi đi quá nhanh. Đối với những người này, chỉ trong một cái nháy mắt, một năm đã trôi vụt qua đi và họ đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Những người còn lại thì cảm ơn tất cả những gì đã xảy ra trong năm 2021 và hy vọng trong năm 2022 sẽ trở thành người mà bản thân vẫn luôn mong muốn. Trong năm nay, tôi tin rằng trong số các bạn, có người đã được thăng chức, có người đã đọc được hơn 20 đầu sách, lại có người đã thi đỗ được chứng chỉ mình mong muốn, hoặc có người đã giảm cân thành công. Điểm lại những thành tựu đạt được trong năm qua, hẳn chúng ta phải thấy tự hào một phần nào đó về mình, đúng không nào? Thật sự mà nói thì thời gian quả thật là có sức mạnh to lớn. Trong 365 ngày qua, miễn là bạn đã cố gắng một cách nghiêm túc, thì mỗi một phút trôi qua trong cuộc đời bạn sẽ trở nên có ý nghĩa. Khi bạn đã quyết định làm một điều gì đó thì xin đừng vội bỏ cuộc, bởi thời gian đều có thể nhìn thấy mọi sự thành khẩn của bạn. Năm mới là thời điểm để chúng ta có thể bắt đầu những khởi đầu mới. Những điều đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta không thể thay đổi, nhưng hy vọng rằng năm 2022 sẽ bớt nuối tiếc bởi vì chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. 01. Trước tiên, hãy duy trì sự can đảm để bắt đầu một cuộc sống mới. Hãy làm điều gì đó theo nghi thức của năm mới, lập danh sách rồi viết ra những điều bạn không thích trong năm qua và hãy để lại tất cả vào năm 2022. Hãy bỏ hết những chuyện đã lãng phí quá nhiều thời gian của bản thân. Trong năm mới, hãy trân trọng từng phút giây của bản thân, hãy tận dụng tối đa để sống, học tập và làm việc có hiệu quả. Những người hay thức khuya, dậy muộn và ăn quá nhiều đồ ăn vặt thì trong năm 2022, chúng ta phải rèn luyện bản thân, tự tạo cho mình lối sống lành mạnh, ít thức đêm một chút, dậy sớm hơn một tí, tự tạo cho mình những quy tắc riêng, tranh thủ đọc sách khi có thời gian rảnh rỗi. Có những người vì chuyện tình cảm, vì đối phương mà rơi nước mắt, vì đối phương mà lãng phí quá nhiều thời gian để bi lụy, những người như vậy không nên tiếp tục tình trạng như vậy trong năm mới nữa. Năm mới đến, chúng ta phải yêu bản thân hơn và rồi một ngày chúng ta sẽ gặp được một người hiểu và biết trân trọng mình. 02. Sau đó, chúng ta sẽ bỏ tâm sức vào việc làm những gì bạn muốn làm. Tôi cảm thấy rằng, trong cuộc sống này, những người dường như không có cơ hội chiến thắng trong cuộc đời nếu quyết tâm có thể đi đến tận nơi cuối cùng. Đối với tôi mà nói, 5 năm trước, tôi không phải là người thông minh nhất trong số các bạn cùng lớp đại học của tôi. 8 năm trước, tôi không phải là người quá xem trọng thầy giáo. 10 năm trước, tôi không phải là người đẹp nhất, thông minh lanh lợi nhất trong lớp chúng tôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi phát hiện ra cuộc sống của mình không hề kém cạnh so với những người đã từng được người khác ngưỡng mộ và khen ngợi hồi trước. Trên con đường này, tôi đã không từ bỏ chính mình và cố gắng tiếp tục đi lên. Những gì người khác có thể làm tốt trong một năm, tôi có thể phải cần đến 2 năm. Tôi cảm thấy mình không được thông minh như nhiều người khác, ngoại hình cũng không quá bắt mắt, nhưng bù lại, tôi có thừa sự nỗ lực để phấn đấu được phần nào giống như những người khác. Bây giờ nhìn lại chặng đường này, tôi tin vào sức mạnh của sự kiên trì tốt hơn bất kỳ ai khác và tôi cũng biết rằng tuy chỉ là một điều trông rất nhỏ nhưng bạn sẽ có được rất nhiều điều bổ ích nếu bạn kiên trì làm đến cùng. Vì vậy, trong một năm mới, nếu bạn muốn học khiêu vũ thì hãy đi học, đừng lo lắng gì cả, miễn là bạn kiên trì đến cùng, chỉ cần một năm thôi là đủ để bạn học cả tá điệu nhảy. Nếu bạn muốn giảm cân, vậy thì hãy đi tập thể dục và cải thiện chế độ ăn uống sao cho lành mạnh. Tôi đảm bảo rằng chỉ cần sau một năm thôi, bạn sẽ có một thân hình hoàn hảo. Nếu bạn muốn học một kỹ năng mới, hãy dành thời gian để học. Hãy tin vào sự kiên trì của bản thân, cho dù 1, 2 hay 5 năm thì cũng đừng bỏ cuộc. Đến cuối cùng bạn cũng sẽ học được thôi. 03. Cuối cùng, đừng quên phải hành động. Nhiều người trong chúng ta biết những gì chúng ta nên làm và những gì chúng ta muốn làm, nhưng khi chúng ta bắt đầu làm một việc gì đó thì đều chần chừ. Chần chừ hồi lâu rồi, chẳng muốn làm nữa. Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn thay đổi,
hãy thay đổi bản thân mình trước, đứng trước việc gì đó phải quyết định dứt khoát, không chần chừ do dự và buộc mình phải trở thành một bậc thầy về hành động. Đừng bao giờ nghĩ rằng những thành công chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, những người giỏi hơn bạn có thể bắt đầu hành động sớm hơn bạn một chút thôi. So với việc nằm trên giường lướt điện thoại, ăn khoai tây chiên, chơi điện tử, việc đọc báo cáo dữ liệu, đọc sách chuyên ngành, đến phòng tập thể dục để chạy 5 km, thực sự rất mệt mỏi và vất vả. Nhưng những người giỏi hơn bạn, trong khi bạn lười biếng, thì họ đã đang từng bước hoàn thiện bản thân, chiến thắng bản thân mình, ngày càng trở thành con người xuất sắc trong chặng đường đi của chính mình. Hãy để bản thân đi ra khỏi vùng tự do thoải mái, buộc bản thân không ngừng tiến về phía trước để có thể hoàn thiện bản thân trở nên tốt hơn. Trên thực tế, khi bạn làm việc chăm chỉ để trở thành chuẩn mực, mọi thứ sẽ không quá khó. Tôi hy vọng trong năm tới vào lúc này, chúng ta có thể tự hào nói, năm nay tôi sống tốt, không hối tiếc. Theo kiểu Oanh, tri thức trẻ. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.